10. Đại trưởng lão các chài Giá Ca Chiên Diên B. Đời sống xuất gia trong kiếp chót Sau khi đã làm nhiều việc phước, vị ấy tái sanh trong cõi dư thiên và nhân loại trong một A Tăng kỳ kiếp. Trong thời gian giữa hai vị Phật, trong thời kỳ Đức Phật của chúng ta, vị ấy làm con trai của vị quốc sư trong kinh thành Ujjaini. Vào ngày đặt tên của cậu bé, người cha nhận xét Việc con trai của ta có nước da màu vàng rồng sẽ đem lại tên của chính nó. Do đó, cậu bé được cha mẹ và quyến thuộc đặt tên là Kachana, vàng. Khi đến tuổi trưởng thành, chàng trai có nước da màu vàng rồng thông suốt ba bộ phệ đa. Khi người cha, vị quốc sư qua đời, vị ấy kế thừa địa vị ấy. Là quốc sư, vị ấy được gọi bằng tên của dòng tộc là các đáp vua bát triệu tập các quan và nói rằng này các khanh một vị phật đã xuất hiện trong thế gian ai trong các khanh có thể thỉnh đức phật các quan đồng loạt trả lời tâu đại vương không ai có khả năng làm như vậy ngoại trừ quốc sư các đáp vị ấy có thể đi thỉnh đức phật Đức vua cho mời vị ấy đến và nói rằng Này Khanh Kachana, hãy đi thỉnh Đức Phật cho trẫm. Tâu Đại Vương, Kachana đáp lại Hạ thần sẽ đi nếu Đại Vương cho phép hạ thần được xuất gia Này Khanh Kachana, hãy làm bất cứ điều gì mà Khanh muốn Miễn sao thỉnh Đức Phật cho trẫm. Khi nói vậy, Đức vua chuẩn phê cho vị ấy Khi nghĩ rằng, những người đi đến Đức Phật thì không nên đi trong một hội chúng lớn, vì ấy đi đến ý kiến Đức Phật cùng với bảy người khác, vì ấy là người thứ tám, nghĩa là vì ấy dẫn theo bảy người. Đức Phật thuyết một bài pháp, vào lúc kết thúc thời pháp, Quốc sư Ca ná cùng với bảy người đi chung, điều chứng đắc đạo quả A La Hán, tứ tuệ phân tích. Rồi Đức Phật duỗi bàn tay phải ra và gọi đến Hãy đến này các tỳ khưu. Tóc và râu của tám người ngay tức thì biến mất. Y và bác được tạo ra do thần thông xuất hiện trên thân của họ. Họ trở thành những vị tỳ khưu có tướng mạo như những vị đại trưởng lão trải qua 60 hạ lạp và 80 tuổi thọ. Sau khi đạt đến đỉnh cao của phận sự sa môn tức là đạo quả A la hán, trưởng lão các chân nát không trì hoãn khinh xuất mà thỉnh cầu Đức Phật đến viếng Kinh Đô, Ujjani bằng cách đọc lên những câu kệ tán dương chuyến hành trình giống như trưởng lão Kaludaji. Sau khi nghe những lời của trưởng lão Kachana, Đức Phật biết rằng Kachana muốn ta đến kinh thành Ujjani, chư Phật không lên đường đi đến nơi mà không đáng viếng thăm vì một số lý do. Do đó, Ngài hỏi trưởng lão Kachana, Này con, con hãy đi một mình đến Ucchinī. Nếu con đi thì vua Chandrābhadra sẽ hoan hỷ. Nhận biết rằng chư Phật luôn nói rõ nghĩa, trưởng lão cung kính phụng hành và lên đường đến Kinh đô Ucchinī cùng với bảy vị tỳ khưu đã từng đồng hành. Hai người con gái của hai vị trưởng giả trên đường đi đến Ucchinī, trưởng lão đi khất thực trong thị trấn. Lý ở giữa cuộc hành trình. Trong thị trấn ấy có hai tiểu thư, mà cha là những thương nhân. Trong hai người ấy, một người thuộc gia đình của vị thương nhân làm ăn thua lỗ. Khi cha mẹ qua đời, nàng phải sống nương tựa vào vú nuôi. Nhưng nàng có một thân hình đầy đặn và xinh đẹp. Tóc của nàng dài hơn tóc của cô tiểu thư kia, mềm mại và xoắn nhiều hơn màu đen nhánh như sắc của con ong. Nàng tiểu thư kia ít tóc hơn sống chung một thị trấn. Trước khi trưởng lão các ná đến thị trấn, nàng đã tìm cách mua một ít tóc từ tiểu thư có mái tóc xinh đẹp với lời nhắn rằng nàng sẽ trả 100 hoặc 1.000 đồng tiền vàng hoặc bất cứ giá nào. Nhưng chủ nhân của mái tóc đã từ chối không bán. Vào ngày trưởng lão các Á đến khất thực, nàng công nương có mái tóc xinh đẹp trông thấy trưởng lão đi chung với bảy vị tỳ khưu mà không có gì trong bát. Khi ấy nàng khởi lên ý nghĩ. Người con cháu của Phạm Thiên với nước da màu vàng rồng đã đến với bình bát trống rỗng, nhưng ta không có cái gì để cúng dường. Cô công nương này vừa mới sai người đến đây để mua mái tóc của ta. Giờ đây ta sẽ có đủ những lễ vật cúng dường cho vị trưởng lão cao quý bằng số tiền bán mái tóc của ta. Và nàng bảo người vú nuôi đi thỉnh các vị trưởng lão và dân chỗ ngồi đến các ngài trong nhà của nàng. Khi các vị trưởng lão bắt đầu ngồi xuống, nàng công nương đi vào phòng của mình và bảo bà vú nuôi cắt mái tóc rồi bảo bà đi với lời dặn dò. Thưa mẹ, hãy đi và bán mớ tóc này cho cô công nương có tên đó, rồi đem về số tiền mà cô ta đã mua chúng ta sẽ dâng vật thực đến các vị đại đức bà vú nuôi buồn bã đưa tay lên mặt chùi nước mắt còn tay kia giữ lấy ngực che giấu mớt tóc mang theo để các vị trưởng lão không trông thấy bà đi đến nàng công nương kia theo các thông thường của việc trao đổi buôn bán thì bên người mua không đánh giá đồ vật do người bán đích thân mang đến dù món hàng có tốt và trị giá đến bao nhiêu tức là người mua cố tìm cách mua nó với giá rất thấp. Cho nên vị công nương có mái tóc thưa nhưng giàu có đã suy nghĩ rằng Trước kia ta không có thể có được mái tóc dù đã trả nhiều tiền Nhưng bây giờ mái tóc đã bị cắt đi và nàng ta sẽ không có được cái giá ban đầu Nàng ta phải chấp nhận số tiền mà ta trả Do đó nàng công nương kia nói với bà vú nuôi này vú, tôi đã không có được mái tóc dù tôi đã trả giá rất cao. Vật không còn sự sống như mái tóc này có thể đã rớt xuống ở bất cứ nơi nào. Nó chỉ đáng giá 8 đồng tiền vàng. Và nàng ta chỉ trả cho bà vú nuôi 8 đồng tiền vàng, một cái giá thấp quá mức. Bà vú nuôi đem số tiền về cho cô chủ. Nàng công nương đã cúng dường đến 8 vị tỳ khưu, mỗi vị một phần vật thực trị giá 1 đồng tiền vàng. Trong khi trưởng lão Cách Trên áo quán xét, ngài thấy việc phước của nàng công nương đầy đủ những tiềm năng. Bởi vậy trưởng lão hỏi rằng, công nương hiện đang ở đâu? Ở trong phòng của nàng, thưa đại đức. Bà Vũ trả lời, khi ấy trưởng lão bảo bà Vũ đưa công nương ra trước vị ấy. Nàng công nương, thí chủ cúng dường vật thực, đi ra theo yêu cầu của trưởng lão nhưng vì nàng đã có nhiều tôn kính đối với các vị tỳ khưu và đã cúi đầu đảnh lễ các ngài, niềm tin của nàng đối với chúng tăng tăng trưởng mạnh mẽ. Những hạt giống bố thí vật thực được gieo trong thời giáo pháp của một vị Phật, giống như gieo vào mảnh đất màu mỡ cho ra những kết quả tốt đẹp ngay trong đời sống hiện tại. Thế nên, ngay khi nàng công nương quý chào, thì mái tóc của nàng trở nên dày dặn như trước kia. Các vị đại trưởng lão thọ lãnh vật thực rồi bay lên không trung ngay trước mặt nàng. Và họ đáp xuống trong vườn thượng uyển của vua Chandabajota, khu vườn có tên gọi là Kachanawana. Khi nhìn thấy trưởng lão Kachanak, người giữ vườn đi đến đức vua và tâu. Tâu đại vương, người chủ của chúng tôi, quốc sư Kachanak, đã trở thành sa môn và viếng thăm vườn thượng uyển. Vua Chandabajota đi đến vườn thượng uyển và đảnh lễ trưởng lão bằng năm loại tôn kính khi ngài đã độ thực xong rồi ngồi xuống ở nơi thích hợp và hỏi rằng bạch đại đức đức thế tôn ở đâu khi trưởng lão trả lời tâu đại vương đức phật chưa đến ngài chỉ cử bằng tăng đến đây đức vua hỏi lại bạch đại đức hôm nay đại đức thọ lãnh vật thực ở đâu để trả lời đúng câu hỏi của đức vua trưởng lão các chành á kể cho vua nghe về việc phước khó làm của nàng công nương người đã cúng dường vật thực cho trưởng lão sau khi cung cấp cho trưởng lão phòng ở và tiện nghi vua chành đáp bà mời trưởng lão đến thọ thực vào ngày mai và trở về hoàng cung nơi đây vua cho triệu mời nàng công nương người cúng dường vật thực bằng mệnh lệnh vua tôn phong nàng lên ngôi chánh hậu đây chỉ là sự hoạch đắc tài sản và hạnh phúc trong kiếp sống hiện tại của nàng công nương do kết quả của động lực tâm thiện đầu tiên. Ở đây ý nghĩa là như thế này. Trong việc bố thí như sự cúng dường vật thực, có bảy sắc na động lực liên quan đến đại thiện tư. Trong bảy sắc na động lực ấy, động lực thứ nhất cho quả trong kiếp sống hiện tại, nếu có những hoàn cảnh thuận lợi, cho nên động lực tâm thứ nhất được gọi là Dittat Dhamma Quenadiyakamma Hiện nghiệp báo. Động lực tâm thứ bảy cho quả trong kiếp thứ hai nếu có những hoàn cảnh thuận lợi. Cho nên nó được gọi là Upabhaya Quenadiyakamma Sanh báo nghiệp. Năm động lực tâm ở giữa cho quả trong những kiếp tiếp theo từ kiếp thứ ba trở đi. Nếu có những hoàn cảnh thuận lợi cho nên những động lực tâm này được gọi là Abhārabhārīya Vedāniyākama Hậu báo nghiệp, nghiệp cho quả trong những kiếp sau Khi một nghiệp cho quả của nó Thì quả ấy có hai loại bác quá hữu và báo quát sâm bát Hữu thành tựu Các danh uẩn và sắc uẩn được hình thành Bởi nghiệp sanh lên vào lúc tục sanh Và vào lúc chuyển khởi Thì được gọi là quả báo quát Danh uẩn và thân mà được sản sinh bởi nghiệp thì được gọi là bát tí bà quá các loại tài sản được thọ hưởng trong đời sống thì được gọi là quả bát quá sầm bát tí trong ba loại nghiệp thì ubabacha védani yakamma và -ba -ba -ri -ya ni giá védani yakamma cho hai loại quả là bát quá và bát quá sầm bát tí về động lực tâm thứ nhất hay nghiệp cho quả trong kiếp hiện tại nó chỉ mang đến bác quát sầm bát tí, tức là hình thức tài sản khác nhau được thọ hưởng trong kiếp ấy mà không phải là bát quát. Vì quả ấy đã được cho ra rồi bởi chana các cầm mắt sanh nghiệp mà đã tạo ra kết quả là sự thọ thai trong kiếp sống này. Cho nên, động lực tâm đầu tiên hay nghiệp cho quả trong kiếp sống hiện tại của nàng công nương đang được bàn đến, chỉ đem lại cho nàng kết quả là bao quá bát tí là tài sản trong kiếp sống hiện tại. Từ lúc ấy trở đi, vua tát rất mực tôn kính trưởng lão ná do hoan hỷ với sự thuyết pháp của trưởng lão, nhiều người đã trở thành tỳ khưu trước sự hiện diện của vị ấy. Kể từ đó, toàn thể kinh đô Ucheni Tràn ngập màu y vàng và bàn bạc những làn gió nhẹ do sự chuyển động đi lại của các vị tỳ khưu. Hoàng hậu mang thai Hoàng Nhi và khi hạ sanh Hoàng Nhi sau 10 tháng, Hoàng tử được đặt tên là lá theo tên của ông nội. Hoàng hậu được mọi người biết đến là Mà Mata, theo tên con trai. Vì Hoàng hậu Mà Mata có niềm tin sâu sắc nơi trưởng lão nát nàng đã xây dựng một tịnh xá dành cho trưởng lão trong khu vườn các chà na quát na và dân nó đến trưởng lão được sự cho phép của đức vua sau khi đã làm cho dân chúng trong kinh thành uchchini có niềm tin trong giáo pháp của đức phật trưởng lão đã trở về với đức phật